Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Lời Kinh Thánh nói với chúng ta rằng, bạn nghĩ về bạn thế nào thì bạn là con người như vậy. Nếp nghĩ trong đầu chúng ta sẽ hình thành tính cách của mỗi chúng ta. Tôi muốn nói với anh chị em hai cái điều quan trọng trước khi vào bài giảng. Tài năng không quan trọng bằng tính cách. Tài năng không quan trọng bằng tính cách. Thế là Chúa, Ngài luôn luôn chuẩn bị tính cách môn đồ của Ngài trước. Bạn có thể nhìn thấy tòa nhà tôi và bạn đang ngồi. Nó có móng của nó có những trụ cột để giữ được tòa nhà và nó có những bức tường. Tính cách nó là nền. Tính cách là những trụ cột để giữ tòa nhà. Tính cách là những bức tường để treo trên đó những bức tranh. Hãy nhìn lên điều mà tôi đang chỉ cho bạn. Bức tường này, nó đang gánh những bức tranh đang treo ở trên nó. Bức tường này, nó là tính cách của một con người. Còn những bức tranh treo trên nó là tài năng, khả năng của một con người. Nếu như tính cách không đủ vững, không đủ chắc, thì tài năng càng lớn bao nhiêu, thì sự sụp đổ càng rõ ràng và càng nhanh trên đời sống con người đó bấy nhiêu. Bởi vậy cho nên bạn nhìn thấy cậu bé vàng của thế giới bóng đá đã đi hít xì ke ma túy phải sang Cuba để cai nghiện. Biết bao nhiêu con người sau khi rời khỏi sân khấu điện ảnh, rời khỏi sân khấu ca hát, họ không trụ nổi nữa. Biết bao nhiêu cầu thủ đá bóng một thời lừng danh, nhưng khi giải nghề không còn trụ nổi, sức ép vì không có những tiếng vỗ tay. Tính cách quan trọng hơn tài năng. Tài năng có thể mang tới sự vinh hiển, sự tôn sùng của nhiều những con người, nhưng tài năng đó không mang tới hạnh phúc trong gia đình của mỗi một con người. Hạnh phúc gia đình được gìn giữ và xây dựng bởi tính cách con người. Nếu như con người bền đỗ trong mọi sự, dù ít tài thì thành công vẫn tới. Còn tài năng mà không có sự bền đỗ thì dù có tài bao nhiêu đi chăng nữa thì thành công vẫn như con đại bàng tung cánh bay khỏi hắn. Có một câu nói mà tôi thấy rất là hay. Ban đầu là ước mơ, sau đó cần phải có ý chí. Ban đầu là ước mơ, nhưng để ước mơ trở thành hiện thực thì cái tiếp theo không phải là tiếp tục ước mơ, mà cái tiếp theo phải là ý chí của một con người. Cái ý chí đó liên quan tới tính cách. Tính cách của bạn như thế nào thì thành công của bạn tương xứng như vậy. Thì người trúng xổ số, nó có thể được nhiều tiền, nhưng không phải tính cách giàu ở bên trong. 5 năm, 7 năm, xem lại kẻ trúng xổ số đó, nó nghèo hơn trước khi trúng xổ số. Vì sao? Bởi vì cái giàu đó không phải đến từ tính cách. Nó không phải cái cây mà mọc từ từ và ra trái theo thì tiết, mà nó là trúng quả, là trục giật. Và nếu không bởi tính cách thì khi thành công tới, người ta không chu nổi. Bởi vì đằng sau cái thành công là sức nặng đè trên con người đó. Đằng sau cái thành công và vinh dự đó là một bia đá ghi cái ngày tử của con người đó. Bởi vậy tính cách vô cùng quan trọng. Bạn là người giàu, bạn nhìn thấy chỗ nào cũng cơ hội làm ra tiền. Bạn là người thành công, dù bi quan bao nhiêu thì bạn vẫn nhìn thấy lạc quan. Chúa đang muốn cho bạn qua bài học này để bạn trở thành người thành công hơn. Amen. Amen. Kẻ bi quan khi cơ hội tới, nó luôn nhìn thấy bi quan. Còn kẻ lạc quan khi khủng hoảng tới, nó thấy cơ hội. Bởi vậy cho nên tính cách quan trọng. Amen. Và tính cách của bạn càng tăng trưởng bao nhiêu thì cuộc sống của bạn bắt đầu thay đổi theo tính cách bên trong của bạn. Khi bạn mặc quần đùi, áo may ô hoặc cởi trần, bạn đi chân đất không ai chê bạn. Khi bạn mặc quần kaki, áo sơ mi, bạn đi dép nem xào hay là dép nhựa tiền phong, không ai chê bạn. Nhưng nếu bạn mặc bộ com lê mà đi chân đất thì nhiều người họ cười bạn lắm. Khi bạn mặc bộ com lê mà đi dép cao su, người ta thấy bạn không ổn. Mọi người hiểu không? Mọi người hiểu không ạ? Như vậy có nghĩa là tất cả mọi sự nó phải có một cái sự hài hòa. Cái đẹp không phải đẹp kịch cón, mà đẹp cần phải hài hòa. Không phải cứ nhiều tiền
mua đồ trong căn phòng mà nó đẹp đâu. Màu này choảng màu kia, cái đẹp này nó chống nghịch cái đẹp khác mặc dù nhiều tiền. Cái đẹp cần phải hài hòa, cái đó gọi là sự tổng hợp. Nước Nga bây giờ đang khủng hoảng. Nếu như cũng hoàn cảnh này 100 năm trước thì nước Nga sẽ dọa được nhiều nước khác. Nhưng thế kỷ 21 là thế kỷ mà người ta gọi là thế kỷ của thế giới phẳng. Khi tất cả cùng hiệp lại, đóng cửa nhà băng, thì dù anh có mạnh đến thế nào đi chăng nữa đó, dù đất của anh bằng 1/6 đất của thế giới này, thì tất cả mọi người mà không liên hệ với anh thì coi như anh sẽ chết cô đơn. Quần áo của bạn mặc cũng đòi hỏi bạn một cái nhìn tổng thể. Nếu như bạn không có đôi giày, hãy mặc đúng theo kiểu đi đôi dép. Mọi người hiểu không ạ? Cái đẹp nó ở chỗ đó đó. Bởi vậy cho nên anh chị em ơi, bắt đầu từ tâm trí của mình này. Bắt đầu từ tâm trí của mình, chúng ta cùng nhau thay đổi. Chúng ta cùng nhau thay đổi. Amen. Và ngày hôm nay tôi muốn chia sẻ với anh chị em một đề tài. Một đề tài mà chúng ta đã bị bỏ bẽ một vài thời gian lâu rồi. Đó là đề tài của sự thịnh vượng. Dường như không phải ngày nào bạn cũng cần được sự chữa lành. Dường như không phải ngày nào bạn cũng cần phép lạ cho ô tô của bạn nổ máy. Nhưng tiền, hãy nhắc lại cùng tôi từ tiền. Tiền ngày nào cũng cần. Bạn đi vào đánh răng, chỉ có 5 phút, có người chỉ 30 giây đánh răng mà vẫn phải trả tiền. Rửa tay khi bạn vừa đi toilet ra, nước chảy đó bạn cũng phải trả tiền. Bạn vừa thức dậy ngủ qua một đêm 8 tiếng ngủ, bạn phải trả tiền cho cái đêm bạn vừa ngủ đấy. Bạn bảo ôi mục sư nói hơi bị quá đấy, nhà của tôi, nhà của bạn à. Tiền đóng thuế mỗi tháng bao nhiêu tiền, chia ra không phải trả tiền đêm vừa rồi thì trả cái gì? Bạn đặt một siêu nước để pha cốc cà phê, cái điện vừa mới làm cho sôi ấm nước đó, cái gì trả? Có một người nhận một cái thùng quà, một thùng loa. Người mà gửi tới viết rằng chưa trả. Anh ấy đọc nhầm thành chúa trả. Anh ấy thông báo trước hội thánh rằng anh chị em ơi, cảm ơn Chúa vì loa đã tới với chúng ta. Và bộ loa này là chúa trả rồi. Người kia đợi mãi không thấy tiền chuyển vào ngân khoản, hỏi tại sao mà tiền vẫn chưa tới, tôi gửi hàng tới rồi. Anh bảo thế tôi cứ tưởng rằng là đây là chúa trả. Xin lỗi, chúa ở trên trời, bạn ở dưới đất, cái loa cũng ở dưới đất. Cái gì cũng phải trả giá hết á. Nếu bạn không trả thì đã có người khác trả rồi. Ngay cả sự cứu rỗi của bạn, bạn không phải trả giá, nhưng nó không phải là không có giá đâu. Nó có giá đắt hơn cả mạng sống của tôi và bạn đấy. Nhưng đã có người khác trả giá cho nó rồi. Cho nên sự cứu rỗi của tôi và bạn không rẻ mạt như một số người trong chúng ta nghĩ đâu. Đã có một đấng trả giá cho điều mà tôi và bạn nhận một cách nhưng không. Và ngày hôm nay mở đầu một chuỗi những bài giảng về sự giàu có. Tiền nó không phải là chúa, nhưng chúng ta cần tiền. Đi truyền giảng cần tiền, chứ không phải cưỡi cân đổ vân bay vù vù đến đó giảng bài xong bay trở về, có thể như Philip. Nhưng nếu Chúa muốn, còn nếu Chúa chưa cho phép điều đó xảy ra thì bạn vẫn cần gì ạ? Tiền. Thật ra chúng ta cùng nhau nghe đề tài đầu tiên của tôi ngày hôm nay, muốn nói với anh chị em biết một điều đầu tiên mở đầu. Đó là gì? Chúa Giêsu nói, môn đồ không hơn chủ, học trò không hơn thầy. Ta đi chuẩn bị chỗ cho các ngươi, để ta ở đâu các ngươi cũng ở đó. Nếu như bạn nhìn Chúa của bạn và chủ của bạn, nhìn thầy của bạn và thầy của tôi là một người vô cùng nghèo nàn và đi bơm xe đạp, thì tương lai của tôi và bạn không mua nổi cái bơm đâu. Bởi vậy cho nên chúng ta ngày hôm nay cùng nhau xem hình ảnh của Chúa Giêsu thật trên đất này như thế nào, để chúng ta thay đổi suy nghĩ trong đầu của mình về hình ảnh Chúa Giêsu. Amen. Ở trong một số các nhà thờ, họ vẽ Chúa Giêsu của tôi và bạn mà vua chứ muôn vua, chúa chứ muôn chúa, là một đứa trẻ mãi mãi trong tay của một người mẹ Marie Đồng Trinh. Thế là chúng ta luôn luôn nhìn Chúa là một đứa trẻ không có quyền năng, bởi vậy cho nên mới cần phải tới cầu xin bà Marie. Một hình ảnh khác mà người ta treo trên những bức ảnh và trên tường, đó là Chúa Giêsu người tông teo cong queo, giờ xương sườn hở hết cả ra rồi, má tọc tẹp gầy gò nghèo đói treo trên thập tự giá. Không,
Có thể bạn đã nhìn thấy hình ảnh năm 96 của tôi gầy 52 cân. Nhưng Chúa Giêsu của tôi và bạn 30 năm làm nghề thợ mộc. Chứ không phải tông teo cong keo như chúng ta ở đây đâu. Tôi và bạn bị đánh 2 roi của người La Mã chắc là đi rồi. Còn Chúa bị vụt 39 roi. Mà vẫn tiếp tục vác thập tự lên đồi Gô-gô-tha. Cơ thể của Ngài khỏe hơn nhiều ông Đỗ Mạnh Trung hay Lê Hữu Cẩn. Kể cả ông Trung làm nghề vác bê tông để xây cầu. Chúa khỏe lắm anh chị em. Mọi người tưởng tượng không? 39 roi. Mỗi một cái roi đó có 3 cái sợi dây da. Mà mỗi dây da đó có 16 cái móc câu sắt. Đánh như vậy, mỗi một lần đánh vào là 16 x 3 là 48 cái móc câu rất thịt của Chúa Giêsu ra. Cứ cỡ như tôi chắc là chịu 20. Còn anh Trung chịu được 8 cái. Còn Thịnh hay là Vượng chắc là chịu được 3 cái là đi rồi. Dạ. Mọi người hiểu tôi đang nói không? Sau đó còn vác thập tự nữa lên đồi Gô-gô-tha. Khỏe lắm chứ không phải tông teo cong keo như người ta ve trên thập tự đâu. Amen. Câu kinh thánh đầu tiên chúng ta cùng nhau xem. Sách Răng, lá thư Răng 3 câu số 2. Hỡi kẻ rất yêu dấu, tôi cầu nguyện cho anh em được thạnh vượng trong mọi sự và được khỏe mạnh phần xác, hay là đó là sự chữa lành đấy. Cũng như, hãy nhắc lại cùng tôi từ cũng như đã được thạnh vượng về phần linh hồn anh vậy. Như vậy, cái điều hai điều trên mà chúng ta cần nhận được thạnh vượng trong mọi sự và được khỏe mạnh về thân thể, nó luôn luôn tỷ lệ thuận với thạnh vượng trong linh hồn. Mọi người để ý không? Như vậy linh hồn của bạn với sự giàu có và khỏe mạnh trong thân thể, nó là quy tắc bình thông nhau. Thế nào là quy tắc bình thông nhau? Nếu như bạn được thạnh vượng trong tâm trí của mình, thì song song cùng lúc bạn sẽ được thạnh vượng về tài chính, bạn sẽ được thạnh vượng về cả thân thể của bạn nữa. Thế nên nếu chúng ta không nâng cấp cái bên trong của bạn, nếu như bạn không nâng cấp cái tâm trí của bạn, nếu như bạn không được thạnh vượng trong linh hồn của bạn, trong tình cảm của bạn, trong tư duy của bạn, trong nhận thức của bạn, trong sự hiểu biết của bạn, mà bạn cứ giữ khư khư cái định lý rằng càng ngu thì càng được Chúa sử dụng nhiều hơn, bạn ơi, đó là lạc hậu rồi. Hỡi kẻ rất yêu dấu, vì yêu cho nên câu này mới được nói. Hỡi kẻ rất yêu dấu, tôi cầu nguyện vì sao? Nói mãi mà không hiểu thì cần phải nhờ đến Chúa giúp cho khai sáng mắt của mình. Tôi cầu nguyện cho anh em được thạnh vượng trong mọi sự, được khỏe mạnh về phần xác, cũng như đã được thạnh vượng. Bạn phải được thạnh vượng trong linh hồn trước. Bạn phải được thạnh vượng trong tâm trí của mình trước. Thay đổi tư duy, đó là điều cần. Và điều kiện đủ sẽ đi theo. Giàu có, sự tôn trọng và sức khỏe sẽ tới với bạn. Amen. Thành ra tại sao quan trọng bạn nghe lời Chúa và đọc lời của Ngài là như vậy đó. Hallelujah. Tôi là người không biết bơi, cho nên tôi hiểu cái giá trị của sự cấp cứu lắm. Tôi không biết bơi, cho nên tôi hiểu giá trị của cái phao lắm. Mỗi một lần bạn đọc được một lời hứa của Chúa, bạn ôm lời hứa để cho bạn là một cái phao đã được gắn vào thân thể của bạn rồi. Mỗi một lần bạn đọc lời Chúa lại một cái phao nữa, 32.500 lời hứa là 32.500 những mảnh phao để buộc xung quanh một kẻ không hề biết bơi và sợ nước. Có vứt kẻ đó với 32.500 cái mảnh phao đó xuống dưới biển mà bão cỡ loại Fukushima vừa rồi đó cũng không thể dìm được kẻ đó xuống dưới đáy của đại dương đâu. Amen. Cho nên tại sao David nói rằng, hỡi những người trẻ tuổi, tôi làm theo lời Chúa và tôi giấu lời Chúa trong lòng tôi thì tôi sẽ không phạm tội được. Là như vậy đó anh chị em. Không phải tôi giấu lời Chúa trong lòng tôi để tôi không phạm tội, mà tôi giấu lời Chúa hay là tôi có lời Chúa trong cuộc đời của tôi thì bỗng nhiên tôi không bị cám dỗ nữa. Bỗng nhiên tôi cảm thấy là những sự cám dỗ đó giống như là bụi rơi vào rồi nó lại tuột xuống mà thôi. Giống như bạn là người có cơ thể khỏe mạnh đó, dịch tới không ăn thua, một chút gió thổi lạnh tới kẻ yếu thầm lập tức xì mũi hắt hơi, bạn vẫn thấy khỏe. Giống như một ông già 80 có đắp 10 cái chăn bông
mà lạnh như vừa rồi tại Việt Nam thì vẫn thấy lạnh. Bởi vì nó lạnh từ bên trong rồi, đắp cái kiểu gì bây giờ. Còn thanh niên vẫn mặc áo sơ mi đi lại bình thường, đi dép lê ra ngoài đường. Vì cơ thể bên trong là một cái lò sưởi rồi, sức mạnh từ bên trong nó sưởi ấm rồi, amen. Bởi vậy cho nên hãy thịnh vượng trong tâm trí của mình, thay đổi suy nghĩ, amen. Hãy nói với người lân cận rằng chúng ta phải thay đổi suy nghĩ. Có hai câu kinh thánh tranh cãi mà chúng ta hiểu lầm về Chúa Giêsu. Câu kinh thánh đầu tiên, sách Luca đoạn 9 câu 58, cảm ơn Long. Hôm nay chúng ta có khoảng hơn 10 câu kinh thánh, khá nhiều đấy. Thật ra chúng ta cùng nhau chạy việt giã nhanh hơn chút. Chúa Giêsu đáp rằng con cáo có hang, chim trời có ổ, xong con người viết hoa này là xong Chúa Giêsu hay là xong chính ta, không có chỗ gối đầu. Từ câu kinh thánh này chúng ta mường tượng Chúa Giêsu là người trên đất mắt toét đi truyền giảng tin lành, vừa đi vừa cầm theo một cái bô ăn xin, giống như xin của bố thí vậy. Bạn nhìn thấy một số những gương của một số vị sư tại Thái Lan hay là Campuchia, họ cứ đi hành khất như vậy, mặc bộ áo vàng và đi cầm một cái bình, đi tới đâu là dân người ta xếp hàng để cho gạo, cho cơm, cho đồ ăn. Bạn ơi, Chúa Giêsu của tôi và bạn hình ảnh như vậy không xứng hợp với Ngài. Ở đây Chúa nói rằng con cáo có hang, chim trời có ổ, song con người không có chỗ gối đầu. Đây là Chúa đang nói với một đối tượng chạy tới với Ngài để xin đi theo Ngài vì thấy nhiều phép lạ trước đó đã xảy ra. Ông ta muốn mình được nổi danh, chứ không phải Ngài nói về Ngài là kẻ không có nhà, không cửa, vô gia cư đâu. Một câu kinh thánh thứ hai, Côrintô 2 đoạn 8 câu 9, thầy của tôi, Chúa của bạn không phải là kẻ khô rách áo ôm. Vì anh em biết ơn của Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta, Ngài vốn giàu. Vì anh em mà tự làm nên nghèo. Cái nghèo này không phải là 3 năm trên đất đâu. Cái nghèo này cũng không phải là 30 năm ở trong nhà của Joseph Mary đâu. Cái nghèo này là chỉ có mấy tiếng đồng hồ bị treo trên cây thập tự mà thôi. Vì anh em biết ơn của Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta, Ngài vốn giàu. Vì anh em mà tự làm nên nghèo, hầu cho bởi sự nghèo của Ngài anh em trở nên giàu. Chú bị lột trần chuồng, treo trên cây thập tự, không có một tài sản nào trong thời gian bị đóng đinh đó. Chứ không phải 33 năm trên đất này Ngài là kẻ khô rách áo ôm. Chúng ta cần phải thay đổi. Và khi Ngài làm xong công việc cứu chuộc tội lỗi của chúng ta, Ngài sống lại từ cõi chết. Và bây giờ Ngài đang ngồi bên hữu Đức Chúa Trời. Dưới chân của Ngài không phải là đất, dưới chân của Ngài không phải là bụi, mà dưới chân của Ngài là con đường đầy bằng vàng, tường thành bằng ngọc bích trong suốt. Ngài không phải là kẻ nghèo như nhiều người vẽ trong đầu của bạn đâu. Bạn ơi, chúng ta cùng nhau thay đổi. Nếu thầy của bạn, thầy của tôi, Chúa của bạn, Chúa của tôi, chủ của bạn, chủ của tôi là một kẻ khố rách áo ôm, thì làm sao chúng ta ước mơ và tiến tới giàu được? Chúa Giêsu không nghèo. Và bây giờ chúng ta cùng nhau chứng minh, bắt đầu từ khi Chúa chuẩn bị Chúa Giáng sinh, xem Chúa xong xem Joseph Mary có nghèo không nhá. Chúng ta thấy rằng Chúa sinh ra trong máng cỏ trùng lừa. Bảo ơi, con còn được ở trong bệnh viện, còn Chúa trùng lừa, ông bà nghèo quá đi, ước gì mình có mặt ở đó thì có thể mời Joseph Mary vào nhà ở tạm trong cái toilet cũng được, hơn cái trùng lừa. Chúng ta cùng nhau xem Luca đoạn 2 câu 6 câu 7. Hồi đó họ phải đến đóng khẩu. Tất cả những người thuộc sinh ra ở làng nào phải trở về nơi đó đóng khẩu. Họ quản lý người cho dễ, không có nổi loạn. Cho nên Joseph Mary ở Bethlehem cũng về nó để đóng khẩu. Đang khi hai người ở nơi đó là Bethlehem, thì ngày sinh đẻ của Mary đã đến. Xin mọi người chú ý nhé. Người sinh con trai đầu lòng. Nghe nhắc lại cùng tôi từ đầu lòng. Đầu lòng có nghĩa là gì? Đầu lòng có nghĩa là đầu lòng. Sau đầu lòng còn thứ lòng và cuối lòng. Ở đây không nói bà Mary sanh con trai duy nhất, mà đây là con trai đầu lòng. Như vậy có nghĩa là sau con trai đầu lòng thì có thứ lòng. Người sinh con trai đầu lòng lấy khăn bọc con mình, đặt nằm trong máng cỏ. Đến đây mà dừng lại là nguy hiểm. Thấy ông bà nghèo quá, đến đó cái chui thẳng vào chuồng lừa và máng cỏ. Không phải, câu sau dấu phẩy, vì khách sạn không đủ chỗ ở.
Hay không? Vì sao ông bà biết khách sạn không đủ chỗ ở, họ đến 5 sao trước, xong bảo đông rồi, họ đến 4 sao cũng đông rồi, 3 sao cũng đông rồi. Ông ấy quay sang bảo đấy, bà ơi, vì bà chữa thì ra đi chậm quá. Phóng nhanh một chút thì bà kêu đau đau, thì ra cứ đi chậm chậm như vậy để cho bà đỡ đau, cho nên đến muộn. Nhưng dân ở đây, nữ sứ họ về, họ đóng, họ chiếm hết chỗ rồi. Vì nhà quan không đủ chỗ ở, chứ không phải vì Joseph Mary không có tiền. Amen. Nào, một cuộc cách mạng thay đổi tư duy của mình về những hình ảnh bậy bạ mà tôn giáo đã vẽ trong đầu của mình. Họ vẽ rằng tiền bạc là tội lỗi, thế gian thì coi tiền là tiên là Phật, còn tôn giáo thì khinh bỉ tiền mà lại xin tiền của người khác. Thật là phi lý. Hay nói một lần cặn rằng Joseph và Mary không thiếu tiền. Tiếp theo, khi đẻ ra được một khoảng thời gian gần 2 tuổi, từ 1 đến 2 tuổi, câu kinh thánh Matthew đoạn 2 câu 11, Giê-xu không phải là nghèo. Có nghĩa là ngay từ lúc Ngài được mang thai, từ lúc Ngài được sinh ra, cho tới lúc Ngài lên thiên đàng, dường như Đức Chúa Trời hoạch định một chương trình đầy đủ cung cấp cho Ngài, vì Ngài vốn giàu. Chúa biết rằng sắp tới Herod sẽ tìm cách giết Chúa. Thế ra Ngài chuẩn bị một khoản tiền khá là lớn để lo cho cha mẹ xác thịt đưa chạy sang bên Ai Cập. Mấy ngàn km nhá. Chạy sang Ai Cập còn sống tị nạn mấy năm ở bên đó bằng số tiền đó đó anh chị em. Tiếp theo này, khi vào đến nhà, ba bác sĩ Đông Phương này thấy con trẻ cùng Mary mẹ Ngài sắp mình xuống thờ lại Ngài. Chứ không phải thờ lại bà Mary nhá. Dạ, đọc kinh thánh mới xem. Rõ từng từ một. Ba bác sĩ này vào đến nhà thấy con, mọi người thấy không? Không phải vào trùng chiên nhá. Không phải là bà Mary Joseph là cứ tiếp tục ở với chiên với đừa chăm sóc Chúa Giêsu, mỗi lần cho bú lại bỏ chiên. Ở Joseph anh đuổi với con bò ra cái để cho em cho con bú. Không có đâu. Anh Joseph, tại sao không gót mấy cái đống phân này đi? Thối quá đi. Mà mỗi lần thối như vậy con làm sao nó bú được? Xin lỗi bạn, chỉ có một cái đêm đó thôi. Thế mà chúng ta cứ nghĩ Giêsu ăn đời ở kiếp cái chuồng chiên với máng cỏ đó. Đọc kỹ chưa? Ba bác sĩ này họ không tìm, Navi của họ không dẫn tới chuồng lừa nhá. Mà Navi của họ đó là bấm địa chỉ đàng hoàng, có policy đàng hoàng, dẫn tới một hồi dừng lại. Đến khi vào tới nhà thấy con trẻ cùng Mary mẹ của Ngài thì sấp mình xuống thờ lạy Ngài, chứ không phải là thờ lạy họ. Tiếp theo, rồi bày ra của quý. Đây là số tiền mà sau này họ sống mấy năm tị nạn ở nước ngoài đấy. Mà Ai Cập thời bây giờ ngang với Mỹ bây giờ vậy. Đó là một đế quốc hùng hậu. Thầy ra tiền ở đó thuê nhà mắc lắm. Chúa đã chuẩn bị trước điều mà Ngài cần dùng trong mấy năm tới. Dâng cho Ngài những lễ vật. Cái từ những lễ vật này là những tài sản quý báu. Rồi vàng hay chưa? Rồi nhũ hương và mộc dược. Rất cảm ơn Chúa Marie Joseph không bị nhiễm thói tôn giáo mà nhiều người trong chúng ta bị nhiễm. Người ta dâng vàng, Joseph không nói đừng, vàng là tội lỗi, tôi chỉ thích thợ mộc thôi. Xin lỗi, ông không phải tôn giáo kiểu như vậy. Amen. Tôi sinh ra trong hội thánh truyền thống tại Ukraine, họ không dùng vàng, vì đối với họ tiền bạc và vàng là tội lỗi. Không, tiền vàng không tội, cũng không thánh, nó trung lập. Thánh hay tội phụ thuộc vào động cơ trong lòng của bạn đó. Và đây, tiếp theo, dâng cho Ngài những lễ vật vàng, nhũ hương và mộc dược. Sau đó, Marie Joseph được thiên sứ báo rằng hãy khẩn trương rời khỏi đây, chạy lánh nạn, bởi vì Herod tìm cách giết con trẻ. Họ đã sang đó cho tới ngày Herod chết, họ mới quay trở về Lazaret. Amen anh chị em. Hallelujah. Cảm ơn Chúa. Thấy Chúa Giêsu từ khi còn nhỏ, Ngài đâu có nghèo, Ngài đâu có thiếu nhu cầu gì. Amen. Amen. Và bạn nhìn thấy Ngài có nhà ở đúng không? Khi vào đến nhà, hay gạch chân họ, kinh thánh của bạn là nhà Chúa, chứ không phải là con cáo có hang, chim trời có ổ. Mừng ta là không có nhà, ta có một cái bìa cắt tông.
đi đâu tao cũng vác theo cái bìa cắt tông đó, ngủ là ngủ ở ngoài hen cửa nhà người ta. Mỗi lần ngủ lại xin ông ơi cho tôi ngủ ở dưới cái hen cửa nhà ông nhé, bởi vì bức tường thì nó không có lò sưởi, ở chỗ cái cửa sổ này thì lò sưởi nó hắt ra, tôi ấm ấm chút cho tôi, giải một cái bìa cắt tông xuống cho tôi ngủ, ăn bốc không có bát. Không phải. Một câu kinh thánh tiếp theo chúng ta nhìn thấy Chúa Giêsu có nhà khi Ngài đã trưởng thành rồi, luôn năm Ngài 30 tuổi. Giăng đoạn 1 câu 38 câu 39. Giăng Baptist làm bắp tê bằng nước cho các môn đồ của ông. Thì bỗng nhiên Chúa Giêsu đi ngang qua, ông ta chỉ rằng kia, chiên con của Đức Chúa Trời, đấng đến cất tội lỗi của thế gian. Trong số môn đồ của Giăng Baptist có hai người chạy theo Chúa Giêsu, Đức Chúa Giêsu vừa xây lại. Họ đi chạy theo Chúa Giêsu gọi: "Rabbi, Rabbi, thầy ơi!" Chúa Giêsu vừa xây lại thấy hai người đi theo mình thì phán rằng: "Các ngươi tìm chi?" Thưa rằng: "Rabbi" nghĩa là thầy. "Thầy ở đâu?" Anh chị em thấy câu hỏi hay không? "Thầy ở đâu?" Chúa Giêsu nói rằng: "Ở thùng rác." Chúa Giêsu không trả lời rằng: "Ta ở khắp mọi nơi, chỗ nào ta cũng ở." Mà Chúa nói rằng có địa chỉ đàng hoàng. Ngài phán rằng: "Hãy đến mà xem, chứ không phải đến thùng rác. Hãy đến, đến đó mà xem cái gì? Nếu mà xem Ngài thì bây giờ họ đã nhìn thấy rồi. Xem cái gì? Xem cái chỗ thầy ở." Vậy hai người đi thấy nơi Ngài, không phải đặt bìa cắt tông, thấy nơi Ngài ở và ở lại cùng Ngài trong ngày đó. Tôi tin chắc chắn Ngài sẽ bấm cái máy pha cà phê, uống espresso hay là loại cà phê sữa. Thế muốn ăn sushi hay là muốn ăn phở, loại gì cũng có, thịt nướng hay bún chả. Chứ không phải là các người đến hơi bất ngờ, ta không biết là cho các người ăn cái gì nhỉ, thôi có ít bánh mì vụn 8 ngày trước vẫn còn thừa, các người cố gắng mà nhai cho nó đỡ, răng có bị đau không, có người nào răng yếu không? Không có. Lúc đó độ chừng giờ thứ 10, và sau đó những con người này đã trở thành môn đồ của Chúa Giêsu. Họ chạy về vì người Do Thái, dấu hiệu của Chúa ở cùng là sự thịnh vượng. Dấu hiệu của Chúa ở cùng những người Do Thái đó là thịnh vượng. Phục truyền 28 nói rằng khi ngươi đi ra đi vào đều được phước, thùng nổi bột của ngươi không bao giờ thiếu, chiên bầy bò lửa đều đầy rẫy trong đàn. Mọi người hiểu không? Thế ra tại sao người Do Thái họ sống với cái điều dạy dỗ đó mà họ toàn là những người giàu? Bởi vì tâm trí của họ là những người giàu, cho nên họ sống và làm việc như người giàu. Tiếp theo, chúng ta cùng nhau xem mảng tiếp theo là Chúa Giêsu có phải đi chân đất không? Tôi năm 79 về phép Hà Nam sơ tán. Tôi rất là phục cái bọn cùng lớp tôi. Nó đi chân đất trời mưa nhá, không đứa nào bị ngã. Còn tôi cứ đi chân đất mà đi giày thì không thể đi được, đi dép là không thể đi được. Mỗi lần đi dép mà nó nhún vào bùn nữa là mất luôn cả dép, nó dính luôn, thì ra phải đi chân đất. Mà đi chân đất cái vùng đồng Chiêm Trũng Hà Nam đó, đi là ngã. Họ dạy tôi phải bấm bốn chân xuống dưới này, ngón chân của mỗi đứa nó tòe ra như vậy này. Và cuối cùng mới kết luận ra rằng là bởi vì mày người Hà Nội, chân của mày không có những cái gì đấy, những cái thành ra là nó không bám được vào đất, cho nên là nó bị trượt chân hay bị ngã. Nào chúng ta cùng nhau xem Chúa Giêsu có phải là người đi chân đất không? Giăng Baptist nói rằng về phần ta lấy nước mà làm phép báp têm cho các ngươi ăn năn, xong đấng đến sau ta có quyền phép hơn ta, ta không đáng xách giày Ngài. Ồ, mọi người đã đọc thấy kỹ không? Ok, mọi người nói rằng ô đây là câu nói cửa miệng, ông cái này ông quen miệng thôi, nói nó quen miệng thành ra nó như vậy. Chúa Giêsu vẫn đi chân đất nhưng ông nói cho nó phóng đại hóa một chút. Bạn ơi, đây là một tiên tri của Đức Chúa Trời. Bạn sẽ không bao giờ được nghe từ ông Cẩn nói rằng: "Anh chị em ơi, xe của tôi đó, nó là xe là gì? Open. Tôi vừa rồi chở ông Đỗ Mạnh Trung, là người mà có loại xe BMW hoặc là Mercedes loại xịn. Cái đó không phải của ông Trung có. Ông Trung không có loại xe như vậy." Giăng Baptist không bao giờ nói một điều mà Chúa Giêsu không có. Ta không dám xách giày Ngài, ta không xứng đáng xách giày cho Ngài. Mọi người hiểu không? Mẹ tôi nhìn ngày xưa mỗi lần mà ghét tôi nói rằng: "Mày cái mặt mày không đáng xách dép cho con Thư." Còn đây là con ở cách nhà tôi là 2 nhà. Câu đấy còn câu còn lịch sự đấy. Còn câu kiểu liếm khác á. Ok, một câu khác kinh thánh, Mác đoạn 1 câu 7. Người giảng dạy rằng dụng cung rằng Baptist có một đấng quyền phép hơn ta đến sau ta, ta không đáng cúi xuống mở dây Ngài.
Chúa Giêsu không phải đi chân đất. Ngài có nhà ở này, Ngài có giày dép để đi này. Tiếp theo, áo của Ngài đẹp. Sách Giăng đoạn 19 câu 23-24. Anh chị em ơi, mặc quần áo đẹp không phải là tội. Nhưng mục tiêu mặc quần áo đẹp để làm gì có thể biến bạn trở thành tội hay không tội. Nếu như nó chỉ là phương tiện thì bình thường, còn nếu nó là mục đích thì phải cẩn thận. Amen. Có một bài báo nói rằng nếu trong tủ quần áo của bạn chỉ có 6 bộ váy thôi, bạn sẽ có sự bình an. Còn nếu từ 10 bộ trở lên, bạn sẽ có sự bất an, không phải vì có nhiều bộ mà vì bạn không biết mặc bộ nào. Nguyên đứng mà hồi hôm nay đi hội thánh ngày chủ nhật nữa. Bộ nào gì, giống như Jamie con tôi đã đi vào cửa hàng đồ chơi trẻ con. Nó có 15 đồng sẵn sàng, nó có cái bức ảnh sẽ tới mua cái đó rồi. Chàng đến mà hồi, tôi nào các con cứ đi tìm chọn đi. Nó đi mà hồi, nó khóc chạy lại. Và có chuyện gì khóc? Jamie không biết mua cái gì nữa, nhiều quá. Tôi bảo, mình đã chuẩn bị sẵn ở nhà 15 đồng rồi. Còn nó có bức ảnh nó rồi. Mà tại sao đến đây là không mua nó mà lại còn bị choáng. Nhưng mà Jimmy nhìn một hồi thấy không biết mua cái gì, nó nhiều quá. Có nhiều chị em nhìn thấy bộ cái tủ quần áo của mình khóc kêu chồng, em sợ quá, mà có chuyện gì, sao mà đến bây giờ vẫn chưa mặc quần áo, em không biết mặc bộ nào, vì sao, nhiều quá. Quân lính đã đóng đinh Đức Chúa Giêsu trên thập tự giá rồi, bèn lấy áo sống của Ngài chia làm 4 phần, mỗi tên lính chiếm 1 phần. Họ cũng lấy áo dài của Ngài, nhưng áo dài đó không có đường may. Kinh âm. Tôi được một người mục sư của Hội Thánh Trung Quốc bên Nga gửi từ Thượng Hải tặng tôi một cái áo màu đỏ, anh chị em đã từng nhìn thấy đó. Tôi mặc cái áo lụa của Thượng Hải mặc. Tôi bảo cảm ơn, và tôi rất bình thường mặc. Cô ấy nói rằng, ô, mục sư chỉ có cảm ơn thôi à? Bảo thì cảm ơn. Thì mục sư không để ý nó là cái gì à? Tôi bảo thì nó là cái áo Trung Quốc Thượng Hải. Mục sư để ý lại xem. Tôi nhìn bảo thì nó đẹp. Mà không kỹ lại xem. Tôi bảo thì có chuyện gì? Bảo nó là chỉ một mảnh vải thôi mục sư. Nó được may một mảnh vải không cắt. Nó đắt hơn rất nhiều lần so với những cái áo như vậy mà lại cắt may từ những mảnh vải khác. Tôi để ý thấy, ô, từ đầu này sang đầu này chỉ có đúng một mảnh. Cái đó mới là vì chúng tôi yêu mục sư như vậy đó. Và tôi vẫn giữ nó đến bây giờ, cái áo Thượng Hải màu đỏ đó, vì một mảnh vải. Và đây, Chúa Giêsu có một cái áo dài không có đường may, có nghĩa là không cắt. Nó nguyên một tấm vải dệt từ trên chí dưới. Nếu tôi không có cái áo Thượng Hải kia đó, tôi không hiểu được tại sao nó có giá trị như thế này. Mà giá trị đến mức mà những người lính Do Thái, những người lính La Mã nhá, ở phía dưới. Còn câu nữa không? Câu 24. Vậy họ nói với nhau rằng đừng xé áo này ra, vì nó quá đắt. Xong chúng ta hãy bắt thăm ai chúng lấy được, vì nó quá đẹp và mắc tiền. Cho nên những người lính La Mã là những tên lính cai trị dân Do Thái nhá, mà vẫn thèm thuồng cái áo mà một mảnh vải đó, mà phải đến nỗi bốc thăm. Ai đã từng sống trong thời kỳ tem phiếu, giơ tay tôi xem nào. Thời kỳ đó, thời kỳ bao và cấp, thời kỳ tem phiếu. Mà nếu như chỉ có một mảnh vải mà có 8 người đó, thì bắt buộc tem phiếu đó gạt sang một bên, vì người nào cũng như nhau, mà bây giờ cắt ra kiểu gì. Thôi cuối cùng là bốc thăm. Và có người dạy tôi rằng, Hùng, mày có biết làm thế nào để bốc thăm, mày luôn luôn trúng không? Mà làm thế nào? Nếu có 8 đứa mà bốc thăm, mày hãy là cái người bốc cuối cùng. Mày sẽ nói rằng ai mà bốc được cái que dài là người đó được mảnh vải này hay được cục đường này. Mày làm cho tao tất cả đều là 8 cái ngắn hết, để 7 đứa bốc đầu tiên toàn vào cái ngắn, thì nó kết luận rằng cái cuối cùng là cái dài là của mày thôi. Bởi vậy cho nên Chúa Giêsu có cái áo đẹp, chứ không phải là áo của người vô gia cư. Amen. Hãy quay sang người lân cận nói rằng còn một chút nữa thôi là sẽ hết bài giảng đấy, cố thêm chút nữa. Áo đẹp. Tiếp theo, Chúa có những người đồng hành trong chức vụ giúp Ngài về của cải. Sách Luca đoạn 8 câu 1 đến câu 3. Kế đó Đức Chúa Giêsu đi thành này tới thành kia, giảng dạy và giao truyền tin lành của nước Đức Chúa Trời. Có 12 sứ đồ ở với Ngài. Kinh không? Tôi hỏi, có ai ngồi tại đây mà nuôi 3 năm trời 12 ông đàn ông ăn khỏe như người thợ đánh cá và thợ mộc? Những người mà anh chị em đã từng nhìn thấy quảng mà ăn á,
thì bạn biết thợ đánh cá họ ăn kiểu mức độ nào à? Họ ăn không phải gấp đôi bạn đâu, họ ăn cỡ gấp 3, gấp 4, mà không phải chỉ ăn có 3 bữa như bạn, họ còn ăn vặt nữa. Thợ đánh cá đói thường xuyên, mỗi lần kéo một mẻ lưới như vậy, đói lắm, trên biển lênh đênh như vậy đó, họ ăn rất là khỏe. 12 sứ đồ ở với ngài trong vòng 3 năm, tiền đâu ra bây giờ để nuôi 12 con người đó? Nếu như một người mà nghèo làm sao nuôi 12 người này, bạn có hai đứa con mà đã thấy mửa mặt rồi. Mọi người hiểu không? Huống chi 12 người. Tiếp theo, cũng có mấy người đàn bà đi theo ngài, có những người đã được cứu khỏi quỷ dữ và chữa khỏi bệnh. Mary gọi là Magdalene, người từ 7 quỷ dữ đã ra. Giano, vợ Chu Sa là quan nội vụ của vua Herod, kinh chưa? Vợ của bộ trưởng bộ tài chính, vợ của bộ trưởng bộ tài chính xin phép đi theo đoàn của Chúa Giêsu để nấu nồi súp. Chúa ơi, cho phép tôi đi theo ngài một thời gian. Chồng tôi dạo này cũng đi vừa công tác được một tháng, tôi nghỉ ngơi không phải phục vụ ông ấy. Thế ra cho tôi đi theo. Ở nhà tôi đó bọn hầu hạ nuôi tôi và chồng tôi, nhưng mà ngài, tôi muốn đi theo ngài. Giano, vợ Chu Sa là quan nội vụ của vua Herod, xin đi theo ngài. Susanna và nhiều người khác nữa giúp của cải cho ngài. Hãy nói từ giúp của cải cho ngài. Tôi tin hội thánh của chúng ta đây, Chúa ngài sẽ ban ơn về tài chính qua dâng hiến 1/10, qua dâng hiến và qua cả chức vụ ơn dâng hiến nữa. Tôi có ơn mục sư. Mục sư là chăm sóc và giảng dạy. Bạn không phải là mục sư, nhưng bạn vẫn có thể chăm sóc người khác và bạn vẫn có thể giảng dạy cho người khác. Nhưng mà cái ơn trong chức vụ đó là mạnh hơn. Thành ra bạn vẫn nộp 1/10 và dâng hiến, nhưng cái người mà có ơn trong chức vụ dâng hiến, họ làm mạnh hơn, vì sức mạnh mà Chúa kêu gọi họ là công việc đó. Người đó truyền giảng, trưởng lão Lê Hoàng Vượng đi truyền giảng được ơn đó, ông lôi kéo nhiều người tới với Chúa Giêsu. Bạn cũng đi làm chứng đạo cá nhân, cũng đưa người khác tới với Chúa Giêsu. Nhưng người khác bên kia là người được Chúa ban cho ơn truyền giảng, ông làm mạnh hơn trong chức vụ đó. Bởi vậy cho nên xin Chúa giúp cho chúng ta tôn trọng mỗi một ơn, kể cả ơn dâng của cải cho phục vụ được Chúa Trời nữa. Amen. Bởi vậy cho nên người như thế nào thì sẽ có những kẻ đồng hành tương tự như vậy. Người ta có một câu: hãy chỉ cho tôi bạn của bạn là ai, tôi sẽ chỉ cho bạn biết bạn là ai. Bạn chơi với những người bạn kiểu gì thì bạn là con người như vậy. Hoặc nói một cách khác rằng kẻ cắp với bà già luôn luôn gặp nhau. Họ luôn luôn hút về bản thân mình những kẻ y chang như vậy. Có một câu nói rằng những người có tư tưởng lớn thường gặp nhau. Tư tưởng lớn loại nào thì gặp đúng loại đó. Bởi vậy cho nên nếu như Giano, nếu như Susanna và nhiều người khác đến giúp của cải cho ngài, thì ngài phải là con người như thế nào trước đó? Amen. Amen anh chị em. Bạn đã bao giờ một lần nào đó cho một số người quê Thái Bình, quê Thanh Hóa, quê Nghệ An đi ăn xin ở làng của bạn chưa? Tôi đã nhiều lần gặp họ, họ cầm một tờ giấy kèm theo với một cái bao bì. Họ tới cửa nhà gõ cửa và đứng như vậy đợi. Mẹ tôi đi ra thường đọc cái tờ giấy trước. Ở xã tôi bị bão, thầy ra xin đồng bào giúp đỡ lá lành đùm lá rách, được cân gạo hay ít tiền, ký tên chủ tịch hợp tác xã. Sau đó mẹ tôi nói rằng đi vào đong một bơ gạo cho anh ấy. Người ăn xin đó luôn luôn đi một mình, không có người đồng hành. Bởi vì nếu như đồng hành lại một kẻ ăn xin nữa, mà hai kẻ ăn xin đứng một nhà, ai người ta cho? Thành ra hội ăn xin đó phải tự động phân bố nhau. Mày đi vùng này, tao đi vùng kia. Được chúng ta gọi là binh đoàn cái bang để đi mà ăn xin. Còn Chúa Giêsu không phải là người ăn xin, bởi vì ngài có 12 người đi cùng nữa, cộng với nhiều người phụ nữ giàu có đi theo ngài để giúp của cải. Đây là một đội quân hùng hậu, chứ không phải là những người đi ăn xin. Hãy vỗ tay cảm tạ đi Chúa Trời. Hay chưa? Hãy cảm ơn Chúa vì đã có ai đó sử dụng tờ giấy trắng và bút đen này để viết ra quyển kinh thánh này. Cho tới bây giờ sau nhiều thế kỷ không bị tam sao thất bổn. Một lần họp nhân sự tại bên tiệm khắc, tôi làm một cái thí dụ mời 7 trưởng lão đứng lên phía trên, tất cả gia đình nhân sự ngồi phía dưới. Tôi nói rằng bây giờ tôi sẽ nói tên của một
con vật hay là tên của một điều gì đó, người này phải nói với người kia, không được dùng tên đó. Ví dụ tôi nói là con voi, không được quyền nói với người kia là con voi, phải tả là có bốn chân to đùng như cái cột đình, để người kia đoán xem con gì và truyền tiếp người thứ ba, người thứ ba truyền tiếp người thứ tư, và cuối cùng để xem ra làm sao. Tôi mới nói tên một cái danh từ đó, truyền tiếp đến trưởng lão Lưu Cương Phấn. Ông suy nghĩ một hồi, nghe xong nói là con khỉ. Cả hội ầm lên, bởi vì trên tường mà chúng tôi đã chiếu lên màn hình, đó là tôi nói rằng trưởng lão Ngô Anh Minh. Và đi qua người thứ nhất, qua người thứ hai, qua người thứ ba đến người thứ bảy, thì ông Phấn đó là con khỉ. Cả hội nhìn thấy trên tường rồi, còn bảy ông này chưa nhìn thấy hình ảnh đó là ai. Và cuối cùng cười ầm lên rồi, ồ, câu đầu tiên là Ngô Anh Minh mà cuối cùng qua bảy người thành con khỉ. Cái đó để chứng minh rằng lời truyền khẩu luôn thất thiệt. Bởi vậy cho nên Chúa mới dùng quyển sách này là như vậy đó. Giấy trắng mực đen không bị tam sao thất bổn. Amen. Bởi vậy cho nên cảm ơn Chúa về những cái từ rất là ngắn ở đây mà trả lời cho chúng ta rất nhiều về Chúa Giê-xu của chúng ta. Không phải kẻ khô rách áo ôm. Amen. Tiếp theo. Ngài không bao giờ coi mình là người nghèo, và Ngài hành động suy nghĩ của một người giàu. Sách Răng đoạn 12 câu 1 đến câu 8. Và đây cũng là đoạn thi thánh cuối cùng để chúng ta cầu nguyện kết thúc bài giảng về hình ảnh Chúa Giê-xu. 6 ngày trước lễ vượt qua, Đức Chúa Giê-xu đến thành Bethany, nơi Nazareth ở, là người mà Ngài đã khiến sống lại từ kẻ chết. Người ta đãi tiệc Ngài tại đó. Ăn không phải là tội nhá, mê ăn uống mới là tội. Bởi vậy cho nên nếu bạn Tết tới mà ngồi ăn uống chung với nhau thì đó là một bữa tiệc rất là vui vẻ. Chúa Giê-xu là người mà thường xuyên ăn cùng với họ. Chúa nói rằng này, ta ở ngoài cửa gõ, ai nghe tiếng ta mở cửa ta vào làm cuộc hội thảo hay cầu nguyện đêm. Không có, ta vào ăn tối với người. Ma-thi hầu hạ Na-sa-rơ là một người trong đám người đồng bàn với Ngài. Tiếp theo. Bây giờ Ma-ri lấy một cân dầu cam tùng hương thật quý giá, sức chân cho Đức Chúa Giê-xu. Đây là Đức Chúa Trời là viết trong cái bản này đó, chữ tiếng Việt nó viết sai. Sức chân cho Chúa Giê-xu, và lấy tóc mình mà lau, cả nhà thơm nức mùi dầu đó. Nhưng Judas Iscariot là một môn đồ về sau phản Ngài, nói rằng sao không bán dầu thơm đó lấy 300 denier đặng bố thí cho kẻ nghèo. Hãy nhắc lại cùng tôi, 300 denier. Người làm công bây giờ, luật sắp tới họ sẽ nói rằng ít nhất là tiền mỗi giờ là phải 7 đồng. Luật lao động của Đức hay là 8 đồng gì đó. 8 đồng rưỡi, bây giờ tăng rồi. 9 đồng, bây giờ lại còn 9 đồng nữa. Nghĩa là 1 giờ làm việc là 9 đồng, nhân với 8 tiếng là 72 euro một ngày làm việc. Còn thời bấy giờ, trong thời Chúa Giê-xu, một ngày làm việc là 1 denier. Thành ra một người chủ vườn nho đi thuê người làm việc và trả một ngày công là 1 denier. Như vậy bà Mary này đã tiết kiệm được một quý tiết kiệm bằng dầu thơm có giá 300 denier, hay là 300 ngày làm việc của một người. Cứ khoảng 1 năm 3 tháng, tính cả 1 tháng nghỉ Ulof, nó tương tự cứ khoảng 20 đến 30 ngàn euro bây giờ. Bà cầm cả bình đó đổ thẳng vào chân Chúa Giê-xu. Tiếc không anh chị em? Nếu như bạn nói rằng Judas đúng là tên trộm cắp, tôi nói thật nhé, bạn và tôi ngồi đó cũng tiếc đứt ruột. Chúa ơi, cái xe này nó có loại 20-30 ngàn, phải mua cái xe tốt đi hầu với Chúa dễ không? Đường rô sắp tới có được số tiền này có phải là hay biết bao, bao nhiêu khoản chi trả. Thành ra ông này đó tất nhiên là mưu xấu, nhưng mà ông là một người giữ thủ quỹ của Chúa. Thành ra ông tính toán thấy phí. Sao không bán dầu thơm đó lấy 300 đơn ê đặng bố thí cho kẻ nghèo? Thấy không? Họ đã từng giúp người nghèo rồi, cho nên phản xạ bình thường họ nghĩ rằng có thêm tiền để giúp người nghèo hơn. Thành ra họ không phải là những người nghèo. Tiếp theo này, người nói vậy chẳng phải là cho người nghèo đâu, song vì người vốn là tay trộm cướp và giữ túi bạc thủ quỹ đấy. Kẻ nghèo làm sao lại thuê thẳng một người thủ quỹ giữ tiền thêm? Đó, ông vườn có thủ quỹ giữ tiền không? Hay là vợ? Trộm lấy của người ta để ở trong. Đức Chúa Giê-xu đáp rằng, hãy để mặc người, người đã để dành dầu thơm này cho ngày chôn xác ta. Đi tiếp. Vì các ngươi, đây là câu kinh thánh cách mạng này. Vì các ngươi thường có kẻ nghèo ở với mình,
còn ta, các ngươi không có ta luôn luôn. Đọc lại này. Các ngươi, Chúa Giêsu không hề nói nha, các ngươi thường có kẻ nghèo khác ở với mình, còn ta cũng là một loại nghèo. Thành ra bây giờ cần cho ta kẻ nghèo. Không. Chúa nói rằng ta với những kẻ nghèo là khác nhau. Các ngươi giúp kẻ nghèo lúc nào cũng có dịp tiền, còn ta không ở cùng các ngươi. Ngài không khinh kẻ nghèo, Ngài không ghét kẻ nghèo, nhưng Ngài không xếp Ngài cùng danh sách của những kẻ nghèo. Các ngươi bảo bán đi để lấy tiền giúp người nghèo, rất là tốt. Cần. Ta vì yêu những kẻ nghèo đó, cho nên ta tới đây giảng tin lành cho kẻ nghèo, để họ không nghèo nữa. Ta không ghét, không khinh, không coi thường người nghèo, nhưng ta không phải là người nghèo. Các ngươi muốn có tiền giúp người nghèo, thì ta nói với các ngươi rằng vì các ngươi thường có kẻ nghèo ở với mình, còn ta, các ngươi không có ta luôn đâu. Cho nên đây là thời kỳ, đây là điều kiện để làm điều tốt cho ta. Bạn nói rằng Chúa Giêsu thật là ích kỷ. Bạn đi lần nào bay máy bay Vietnam Airlines chưa? Ai đã từng một lần đi, giơ tay tôi xem nào. Đọc cái bản hướng dẫn khi mà bay máy bay tai nạn, họ nói rằng nếu như bạn đi cùng với con của bạn, bạn là mẹ, thì cái ống khí rơi xuống, bạn phải cho bạn trước. Bạn nghe mà nhìn thấy mà hồi đổ ích kỷ. Phải lo cho con mình trước chứ, cái bà này sao bà gian ác chỉ lo cho mình trước. Triều đại viên giải thích rằng trong lúc hoảng loạn, một vài chục giây không giết chết bạn, nhưng nếu như bạn mà chết rồi, không ai lo cho con của bạn đâu. Thành ra bạn phải sống để con bạn sống. Bạn phải sống để cho con bạn sống. Bạn phải thay đổi tư tưởng của một người nghèo, sử dụng cho một đấng không phải hoang phí, nhưng biết đấng nào xứng đáng với điều bạn đang làm. Và khi bạn làm như vậy, Marie không nghèo sau đó. Amen. Amen anh chị em. Điều mà tôi muốn nói, Chúa Giêsu yêu người nghèo, không khinh và coi thường người nghèo. Nhưng nếu như ai nói rằng Ngài liệt vào kẻ nghèo khó, thì Ngài không chấp nhận. Ta không phải là người nghèo. Các ngươi có người nghèo luôn. Ta là người giàu. Nhưng cần điều mà Marie làm bây giờ này. Bởi vì đó cũng tương tự một lời tiên tri xức xác cho ta trước khi chết vậy. Người Do Thái có hai loại: một xức xác trước đó và xức xác sau đó khi chôn. Bởi vậy cho nên người đàn bà này đã làm cho chức vụ của ta chết vì nhân loại. Amen. Hallelujah. Anh chị em có nhận được điều gì ngày hôm nay không? Nhận được điều gì không? Bạn ơi, tại sao nó quan trọng hơn tất cả những giáo lý sau này? Bởi vì khi bạn nhận biết bố của bạn là ai, thì kẻ cù bơ cù bất vô gia cư đó sẽ hiểu được rằng bạn là con tỷ phú, bạn là con vua. Và khi bạn là con vua đó đó, thì bạn cần phải quay trở về nhà của mình, phục dưới chân của vua và nói rằng: Papa, hỡi cha giàu có của con, con không hiểu được cha giàu như vậy, cho nên con đã tìm cách giúp cha. Những cái ăn cắp, cái trốn thuế, cái mà đi nhặt rác, cái nhặt bánh mì đó, con tưởng rằng là giúp đỡ phần nào cho cha. Nhưng Chúa lại nói rằng: Con ơi, ta đâu có muốn con như vậy đâu, ta muốn con được những điều gì mà ta có. Con là con của ta, sở hữu trong giao ước cha con. Các con được nhận điều đó chỉ với một điều kiện: phải thay đổi tư duy của mình. Amen. Câu chuyện của Pháp có hai thằng bé giống hệt nhau, một thằng là hoàng tử, con vua Pháp, hoàng đế Pháp, một đứa là thằng lang thang ngoài đường. Hai đứa đi chơi với nhau bỗng nhiên nhận ra giống nhau, nó một thằng thích ra ngoài đường chơi, một thằng thích làm con vua, nó mới tráo đổi vị trí của nhau. Và cái thằng ăn mày đó lên làm con vua, nó vẫn ngủ dưới gầm giường. Nhà đẹp như vậy mà nó chui gầm giường nó ngủ, vì nó quen ngủ dưới gầm giường rồi. Còn cái thằng con vua kia giữa cái đám bậm rượu kia, nó vẫn cứ: tao là con vua đấy, không được quyền đụng vào ta. Nó đánh cho tơi tả. Bạn ơi, chúng muốn thay đổi tư duy của mình. Chúng ta là con vua chuyên môn vua, chúa chuyên môn chúa. Tại sao chúng ta vẫn chưa giàu? Bởi vì Ngài đang dạy chúng ta cách là người giàu trước, cách quản lý tiền bạc trước, rồi sau đó mới nhận tiền tương xứng với sự thịnh vượng trong tâm trí của mình. Thành ra bài giảng đầu tiên của tôi muốn nói, Chúa Giêsu, thầy của tôi và của bạn, Chúa của tôi và Chúa của bạn, Đức Chúa Trời là cha của tôi và cha của bạn, không phải là đấng nghèo. Amen. Mời chúng ta cùng nhau đứng dậy. Hallelujah. Quý thính giả xem nhớ đăng ký kênh, nhấn rung chuông và chia sẻ video được lan rộng trên mạng cộng đồng. Xin Thánh Linh động chạm anh chị em được biến đổi mỗi ngày càng giống Chúa hơn. Hẹn anh chị em video tiếp theo. Chúa yêu hết thảy anh chị em.